Bà có làm sao không ạ? Chị xin lỗi ạ. Đứng lại! Bố định bán con ạ? Nhất định con sẽ đi học đại học. Cả tháng bán được 2-30 bánh xà phòng. Bao giờ giàu được nhờ xà phòng? Đi làm thuê chứ phải đi ăn cướp đâu. Mà giàu nhanh thế. Suốt ngày trái với cả chuốt. Nhắc mày nhờ. Cứ hôm nào vợ giận thì đó là một ngày dài.